có những thứ mình tưởng là ung thư nhưng mà thực ra không phải ung thư nha. Điển hình là cái hình này nè. Đó, ở bên trong hốc mũi của em bé nha, nó có một cái cục nhỏ nè. Bố mẹ sợ quá nhắn tin bác sĩ Tiền hỏi là ủa tự nhiên có cái cục này có phải ung thư hay không? Không phải nha, cái lỗ mũi của mình á nó có ba cái cuống mũi nè, cuống mũi trên, mũi giữa và mũi dưới. Thì cái cuống mũi này nè, cái đó là cái cuống mũi dưới. Mà tại sao thấy một bên mũi mà mũi bên kia không thấy? Bởi vì á, cái cuống mũi á của mỗi người đâu có đều nhau đâu, mỗi bên to, mỗi bên nhỏ nha. Kiếm ra một người á mà hai bên cái lỗ mũi, cái cuống mũi đều nhau á là đi thi hoa hậu được rồi đó. Cái thứ hai, cái hình này nè, cuối tuần rảnh rỗi há miệng ra nhìn trong gương, thấy trong cái cuống lưỡi mình nổi mấy cái hột 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 hột, rồi hỏi có phải ung thư hay không. Rồi có người còn hỏi có phải sùi màu gà không nữa. Không nha, cái này là nó là lympho đái lưỡi, tức là ai cũng có nha, có người có nhiều, có người có ít ha. Cho nên lâu lâu mình đi khám tai mũi họng, người ta hay chẩn đoán là quá phát lympho đái lưỡi. Nhưng mà cái này nè là nó không phải bệnh nha, không cần điều trị gì hết. Cái thứ ba nha, là mình nhìn cái hình này nè, có nhiều người á cố gắng há miệng ra gồng cơ hết sức luôn, thấy tuốt tì tì ở trong sâu trong họng, tự nhiên nó lòi lên cái cục hồng hồng trắng trắng. Ủa là cái gì vậy ta, có phải ung thư thanh quản hay không? Không luôn nha, cái này đó là gọi là nắp thanh môn, tức là cái nắp này á nó đẩy cái đường thở của mình nè. Bởi vì đường thở với đường ăn á nó nằm ngang với nhau, thì cái nắp thanh môn nó có nhiệm vụ là đẩy cái đường thở của mình lại. Khi mình ăn á, mình nuốt thức ăn, nó không có bị sặc vô cái đường thở, nó không vô phổi. Cho nên cái này ha là nắp thanh môn chứ không phải là u thanh quản. Bớt xem lại mấy cái clip tầm soát ung thư của bác sĩ Tiền nha, rồi sợ rồi tự chẩn đoán tùm lum tà la, mất ăn mất ngủ, là tôi không có chịu trách nhiệm đâu rồi nha.